hôm nay được ngồi ghế boss ở đằng sau, có tài xế lái đàng hoàng. Woodland Mall từ tháng 3 tới bây giờ là 3 tháng rồi, bây giờ đi lại nè. Mở cửa thứ hai tới thứ bảy, 11 giờ sáng tới 7 giờ tối, chủ nhật là 12 giờ tới 6 giờ. Bây giờ không cần đặt hẹn, vô thẳng luôn. Xe đông quá. Xe đông chưa. Cái đạp chiếc phim này đóng cửa luôn rồi nè. Không biết chiếc phim này chỗ này đóng cửa không nè. Phía trên toàn nước là nó đóng cửa 145 cái tiệm. Rồi xếp hàng đông chưa kìa. Cái hiệu xem mới mở mà đông người sẽ hàng dài không? Còn lại đúng dài luôn. Đây là hiệu Starbucks, cà phê Starbucks, mở cửa trong đây lại rồi đó. Cà phê mở lại rồi mà cũng không có đông cho lắm. Chỗ bán kẹo mở cửa, Popcorn Door. Forever 21 mở cửa nè. Cái cửa tiệm mở cửa lại rồi nhưng mà giới hạn người. Tiệm Forever 21 là 35 người vô được thôi. Express đóng cửa. Ticket Factory đâu có đóng cửa đâu. Mở suốt. Hồ Biên Khu được mở nhiều ha. Bán đồ dinh dưỡng, uống nè, sữa dinh dưỡng nè, giày nè. Hiệu sách là mở, coi như cũng mở nhiều. Đóng luôn hay là nó mới dọn vô sao? Ủa, hiệu sách đóng hả? Hay là mở cửa ngoài vậy? À, muốn vô là phải vô bằng cửa ngoài chứ không có vô cửa trong mo được. Đi dạo một vòng phố Lên Mo xong, bây giờ đi Tanger Outlet. Yeah, thank you all.
lần nào tới đây là phải ghé mua Starbucks đầu tiên, xong rồi mới gì. Muốn ghé là ghé thôi. Đó, đó là về mua, chứ đâu đi cầm đi vòng vòng được. Bolo. Michael Kors. Đóng cửa. Hẹo chỉ được 9 người vô thôi. H&M thì biết mở không hả? Mò vắng vẻ. Chúng ta tới đây để đi dạo tập thể dục. Hôm nay là 70 độ, thời tiết cực kỳ đẹp. Đi dạo một vòng xem tình hình như thế nào. Đây, Forever 21 đã đóng cửa. Đóng cửa luôn rồi. Phía trước là Nike. Yeah. Đóng lại hết rồi. Sau cái vụ bạo loạn ở Mỹ á. Nè, Store Convert cũng đóng luôn. Nó thà nó đóng trước chắc ăn. Muốn đi vô trong ô này vì coi. Mà đứng xếp hàng chờ tới lượt mình lâu quá nên mình về luôn. Xong. Kết thúc chuyến đi hai cái mò. Bây giờ dòng ra ngoài mua Starbucks rồi về. Kết thúc một chuyến đi vòng vòng. Bây giờ đi về.